Một trong những sự kiện nổi bật khẳng định Hà Nội là một điểm đến hòa bình, thân thiện và mến khách là việc hai nước Mỹ và Triều Tiên đã quyết định chọn thành phố này làm nơi tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai của lãnh đạo hai nước. Cuộc gặp thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần thứ hai diễn ra vào dịp đầu xuân tại Hà Nội cùng với rất nhiều quan khách quốc tế và phóng viên nước ngoài là một minh chứng rõ nét cho thấy sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với thủ đô Hà Nội. Một số những hội nghị quan trọng người ta cũng tin tưởng, người ta đặt ở vị trí Hà Nội thì mình phải thấy là mình có phải là tranh thủ những cái điều kiện đó để mình quảng bá với thế giới là Hà Nội là một cái đất ngàn năm văn vật và có cái văn hóa, rồi là có cái an ninh về xã hội để mình quảng bá với thế giới. Tôi có một cảm giác thật bình yên ở đây. Người Hà Nội đã phải trải qua nhiều vất vả trong quá khứ. Tôi biết chuyện gì đã xảy ra ở đây, người Pháp, rồi lại người Mỹ. Nhưng nói chung người Hà Nội, người Việt Nam, họ mong được hạnh phúc, họ muốn có hòa bình, họ muốn sống hòa hợp, và tôi có thể cảm nhận được điều đó. Like harmony, it's I can feel it. Yeah. You have to know Hanoi because you have very nice people. You have Hà Nội có những người dân rất tuyệt vời, có một thành phố rất đẹp. Các bạn đang được sống trong hòa bình và hạnh phúc. Với tôi, điều đó rất quan trọng. For me, that very important, you know. The approach to the people. Các bạn cởi mở, dễ tiếp cận, ai cũng vui tươi, sẵn sàng giúp đỡ. Everybody's happy. Everybody helps you. Sau 20 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là thành phố vì hòa bình, Hà Nội càng ngày càng trở thành điểm đến thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Tính đến hết tháng 10 năm nay, Hà Nội đã đón lượng khách du lịch ước lên tới 23,8 triệu lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt 5,3 triệu lượt. Hàng loạt các sự kiện khu vực và quốc tế đã diễn ra tại Hà Nội thời gian qua như Liên hoan SIP quốc tế, Lễ hội âm nhạc quốc tế, Lễ hội ẩm thực quốc tế, Hội sách quốc tế. Hà Nội đã có quan hệ hợp tác với hơn 100 thành phố và thủ đô của các nước trên thế giới và một lần nữa lại được UNESCO vinh danh đưa vào danh sách mạng lưới các thành phố sáng tạo trên thế giới. Hà Nội đã khác rất nhiều so với 20 năm về trước. Hà Nội trở thành một thành phố hiện đại hơn, trẻ trung hơn, một thành phố không chỉ dừng lại việc quan tâm đến riêng vấn đề đối nội mà còn hướng ra khu vực và thế giới. Khi nhìn vào toàn cảnh Việt Nam ngày hôm nay, chúng ta sẽ nhận thấy được những lợi ích mà hòa bình đem lại, rằng Việt Nam đã làm thế nào để vượt qua những năm tháng khó khăn để đạt được hòa bình. Ngày càng cởi mở và hướng ra bên ngoài, Hà Nội sẽ trở thành chủ nhà của hàng loạt hội nghị hợp tác của tổ chức các nước Đông Nam Á, ASEAN, khi Việt Nam một lần nữa đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020. Năm 2020 là năm ASEAN tổng kết việc thực hiện chương trình hành động Hà Nội được thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN 1998 nhằm hiện thực hóa tầm nhìn ASEAN 2020. Hà Nội sẽ lại một lần nữa chứng kiến những thời khắc quan trọng của ASEAN trên chặng đường phát triển và mở rộng hợp tác với các nước. Nhiều quốc gia đã nhân dịp này mở rộng quan hệ hợp tác tại Hà Nội để tận dụng cơ hội Việt Nam làm chủ tịch luân phiên của ASEAN. Quan hệ đối tác giữa Ấn Độ và các nước Đông Nam Á, đặc biệt là với Việt Nam, ngày càng phát triển mạnh, năng động và gắn kết, nhất là về hợp tác kinh tế, hướng tới sự phát triển thịnh vượng. Việt Nam là một đối tác quan trọng của Ấn Độ trong các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương. Nói tới Việt Nam là nói tới mối quan hệ hữu nghị thân thiết, có sự tương đồng về lịch sử, văn hóa, có mối liên kết mạnh mẽ. Tới nay, Ấn Độ đã xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Năm 2020, Hà Nội lại một lần nữa trở thành điểm đến của hợp tác và phát triển của các nước ASEAN và các nước đối tác ASEAN trên thế giới. Hà Nội chào đón các bạn bè trong và ngoài nước đến với thủ đô, thành phố vì hòa bình. Thành phố tròn 1010 năm tuổi nhưng tràn đầy sức trẻ, sức sáng tạo vì một tương lai hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững của cả khu vực và toàn thế giới.